Tuy nhiên, xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, thì mùa đông lại về trên thành phố Houston của chúng ta. Mỗi năm vào dịp cuối tháng 12 thì Đài Việt TV có một cái chương trình rất là đặc biệt dành tặng cho tất cả các em thiếu nhi, đó là chương trình Niềm Vui Giáng Sinh. Thưa quý vị, chương trình này Việt TV nhằm đem đến cho các em một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân, gửi đến cho các em những món quà thật là dễ thương, cũng như là gửi đến cho quý đồng hương của chúng ta một ngày lễ Giáng Sinh ấm áp. Và hôm nay Việt TV đang có mặt tại Funlet để tổ chức một chương trình Niềm Vui Giáng Sinh. Chương trình này có rất là nhiều món quà gửi đến cho các em thiếu nhi. Khi quý vị đến đây, con em mình sẽ được có quà. Quý vị có thể được chích ngừa miễn phí, cũng như là đo lượng máu, lượng đường mỡ trong máu miễn phí. Và ngoài ra hơn hết là có rất là nhiều những dịch vụ mà chúng ta có thể tham khảo miễn phí với chương trình Niềm Vui Giáng Sinh của Việt TV tổ chức hàng năm. Sau đây tôi xin mời quý vị cùng Việt TV theo dõi một vài hình ảnh về chương trình Niềm Vui Giáng Sinh trong Funlet ngày hôm nay. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time, yes, the most wonderful time, oh, the most wonderful time of the year. Thưa quý vị, đến với chương trình Niềm Vui Giáng Sinh của Việt TV tổ chức, các em được nhận quà và phụ huynh còn được nhận quà miễn phí nữa, thưa quý vị. Nhưng mà những phần quà của phụ huynh giá trị rất là nhiều, như hôm nay là cô đây là người rất là may mắn được trúng một trong những cái TV do Teletron bảo trợ. Cảm nghĩ của cô như thế nào hả cô? Vui khi được đến đây dẫn con đi chơi, tham gia sinh hoạt cho các cháu, được vui với cộng đồng, rồi mình còn được lãnh được phần quà nữa, rất may mắn. Hôm nay là mùa Giáng Sinh, con thấy là cô đã được lãnh một cái TV rồi, mà trên tay cô còn cầm rất là nhiều những cái vé số. Nếu mà cô trúng nữa thì cô có cho người khác không, hay là mình đem về luôn hả cô? Nếu mà mình trúng nữa mà ai mà thích thì mình cũng nhường cũng được, đâu có sao. Mình có cho đi, mình có nhận lại đó. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là thông điệp mà Việt TV muốn gửi đến quý vị trong mùa Giáng Sinh, trong chương trình Niềm Vui Giáng Sinh, là chúng ta cho đi và chúng ta sẽ được nhận lại. Tới đây lần thứ nhất và cảm thấy rất là tổ chức, rất là tốt, và cho những em nhỏ có thể vui chơi và cho biết nhớ mùa Noel. Chương trình này đã giúp ích cho các con cháu sau này. Dạ, năm nay là năm thứ ba rồi. Tại vì tôi có đứa cháu ngoại nó đi thi kỳ này là kỳ đố nhanh là lần thứ hai rồi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We've come here to tell you the countdown's begun. Good tidings we bring to you and your kin. We hope you'll find friendship and days full of fun. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chương trình Niềm Vui Giáng Sinh này các em đến đây được nhận quà rất là nhiều, có ông già Noel đi đến từng nơi để gửi quà cho các em. Em tự nhiên thấy trên khuôn mặt của các em lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười rất là rạng ngời vì được nhận những món quà mà mình yêu thích. VTV rất cảm ơn quý vị cũng như các nhà bảo trợ đã giúp VTV làm nên chương trình thành công như ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh an lành, bình yên và hạnh phúc. Tuyết Nhi, VTV tường trình từ Houston, Texas.